Đây nè, đó, đây nè. Nè chị Khánh. À, đóng cửa. Trời ơi, gặp tha. Trời đẹp. À. Chồng đẹp chưa? Đẹp chưa? Chồng trên trần nó gắn mấy cái gì trên trần rồi. Sawadika. 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 Okay, can you put your name on? Ủa chín muốn. Ủa bài mà xuống rồi. Mỗi lần ăn mà nó xuống. Mà xuống quá mà nó sốt. Sorry. Xuống đi. Không chứ. Uống cái gì không? Tụi em uống gì không? Thái tư chè, chè Thái kìa. Không, cứ quanh kia ăn. Đá lạnh ha. Ok, we want ice orange kìa. Cá hết, cá hết. Cái này thì Quang ăn được nhưng mà gắp cho Quang cái rau thôi, đừng quá sơm. Giới đi Dương nha. Rồi. Dạ. Xích qua bên đó đi đó. Rồi, đi giữa đi. Đây. Rồi, xin mời. Xin mời. Xin mời cặp bàn. Nhìn gì? Trương. Ngon. Nói chung là ở đây Phật Thái ngon. Cá này ngon. Nhiều xương quá, không biết ăn. Chị ăn cái chỗ thịt nè. Tự nhiên cũng không ăn đi, ăn xương. Cái chỗ thịt ăn, đừng có chỗ xương. Quán này là quán cơm gì Hương nói đi Hương. Đó tên là Quê Ram. Đây nè. Quê Ram hả? Quê Ram. À. Quê Ram Thái. Đâu có thấy đường không? Chỉ đưa cho. Địa chỉ đây nè. Đây là món tráng miệng cuối cùng của bữa ăn tối hôm nay nha các bạn. Chị Khánh, chị Khánh chỉ trèo lên xe mà như là trưởng á. Đây người phục vụ, người cái gì sạc vít sạc via. Ủa? Sao bự thế? Cái này kia. Nặng không Dương? Dương nặng không? Dạ không có nặng. Trời hôm qua cũng đổ đá hầm lum kìa trời. Có nặng không Dương? Dạ thấy chè là bỏ điện thoại của người ta đi rồi chắc chắn. Ừ, còn chắc chắn. Đó không? Cái này là khác nữa đó không? Cái này là khoan khoan để hỏi Dương cái này cái nè. Ờ thôi đi 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 lấy đi tôi hỏi. Để phỏng vấn Dương cái vụ này chị Khanh. Em với chị phỏng vấn Dương. Một cái chuyện rất là quan trọng. Mày phỏng vấn đi. Hà. Hà. Biết. Mà chị nói cái á. Hương. What you say? Này, Hương. Mình này đi thẳng hết sợ chưa? Hả? Đúng rồi. Nguyên một chuyến đi vừa rồi thấy không có thấy mặt nhăn nhó đau đớn vì đau lưng. Vì đau lưng thì cho biết cảm nghĩ khi mà dán cái life way đó như thế nào Dương? Thì trước khi đi thì đi làm nhiều thì sáng dậy thì nó hơi đau. Đôi khi dậy sáng không dậy nổi luôn. Từ khi dán cái này được 3 ngày. Đúng rồi 3 ngày. Dạ 3 ngày thì nó rất là bớt rất là nhiều.
Wow. Sáng ngủ dậy không có bị không còn đau nữa. Bớt hơn 50% hôm dạ em. Hơn 60-70%. Wow. Dạ. Đó là em chỉ mới giãn. Dạ mới giãn có 3 ngày thôi. Mà lúc trước là em bị đau rất dạ, là nhiều. Dạ lúc trước là em làm về sáng ngủ dậy dậy không nổi luôn. Dạ. Wow. Mới giãn có 3 ngày thôi. Wow. Dạ giúp rất là nhiều. Vậy là hèn chi mà chuyến đi này thấy vui vẻ quá ha. Cũng ăn chè ngày hôm qua ăn chè bữa nay ăn chè tiếp nè. Đúng rồi. Vậy thân tôi cho tôi ăn chè nha. Thôi anh nhìn lại tôi mập. Hương. Làm gì cái Hương Hương. Hả? Thì đau cái lưng thôi. Ờ à, đau 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 cái lưng chỗ nào à? Ở phía dưới lưng buồn á. Ồ ngay cái lưng buồn. Đau mà đến nỗi. Nhưng mà tại sao Dương nó đau dữ vậy? Thì hồi xưa mới nhỏ là đi làm rồi 6 à. Tuổi là bắt đầu đi làm vườn là vậy làm nặng rồi à. Nó đau từ đó luôn. Bởi vì thấy cũng còn trẻ mà đau dữ quá. Thật sự ra là đau nhất biết. Là nhiều lứa tuổi bị lắm chứ. Nhưng mà Dương đau bao nhiêu lâu rồi? Thì đau từ hồi nhỏ. Trời dữ đau 6-7 tuổi là nó đau rồi. Ôi trời đất ơi kìa. Tại đi làm hồi nhỏ mới tuyệt. Con nhỏ mà đã đi làm vườn làm này rồi làm nặng rồi. Ồ, chỗ đau tới bây giờ càng luôn hả? Ghê vậy. Càng lớn càng đau hả? Dạ. Rồi bây giờ ok hả? Dạ, giờ thì nó được 70%. Ủa tại sao đau quá vậy mà không đi chữa? Dạ không, này nó không giống như bị cái cột sống á, nó đau trong. Có đi bác sĩ không? Dạ không. Em bắt đi mà không chịu đi. Vậy mà hả? Đau một cái cách như vậy nè, ngủ vậy á là mỗi lần co kêu dậy đi làm. Là em thấy hai cái chân thẳng xuống kiểu như bò lui vậy đó, dậy không nổi. Rồi vịnh cái giường cứ leo ra ghế spa chân á, là để cho nó đánh mà đau lắm. Rồi có phải mua thuốc dán, rồi mua mấy cái thuốc nóng rồi đó, ice đó. Thì mới đây nè, là đi chơi với chị Nguyên á, là lái xe trên núi về là 7-5 ngày á. Là về tới nhà chị Thơ là thấy ông là đi không nổi, cái lưng khòm. Thì em mới không biết chị Thơ có mà em nói chị Thơ hỏi sao mà Dương đi. Cái em nói Dương đau cái lưng mà đau nặng. Chị nói đây có cái dán có muốn thì mua dán thử. Cái em nói vậy thôi để lấy dán. Thì lại dán có một đêm thôi làm sao biết được. Mà thấy là ngày mai lại là em thấy ngủ dậy đi. Cái em nói ủa tại sáng là vậy là cũng phải cũng bị đau kéo dậy kéo lưng dậy hết cái 3 ngày nay là thấy khỏe ra mà dậy rất là tươi tỉnh vui vẻ. Và cái đau lưng nó làm cho người mình bực mình lắm. Nói về đau nhất thì đau nhất gì cũng khó chịu hết trơn á. Nhưng mới đây có mấy người bạn em cũng là neo đó rồi đau rồi em cũng nói thì mấy chị nói Dương mà hết là tại mấy chị chứng kiến Dương. Mấy Dương mà hết là tinh trăm phần trăm thì giúp mấy chị. Hương hôm nay coi như là cho hỏi thăm là chuyến đi Las Vegas này thấy lưng trần như thế nào? À, thật sự lâu này đi chơi mà chưa bao giờ đi chống chị Linh hết. Mà chuyến này đi chống chị Linh á, chị Linh dễ thương vui hẹn chi cả nhà cô chú bác anh chị ai cũng yêu mến chị Linh mấy em đồ. Nghe nhắc trên comment hoài, bây giờ mới biết chị Linh rất là vui. Nhắc hoài mà giờ mới được gặp mặt. Rất là dễ thương. Giờ mới được gặp mặt. Chị em chơi thì lâu rồi đó, mà lần đầu tiên đi chung trường ngủ. Chơi thì lâu rồi, nhưng mà lần đầu gặp mặt thôi. Hòa Dương á, thì lần đầu nhắc mặt với chị Linh đó, đúng nói rồi. Nói chuyện nhẹ. Mà Dương, lần đầu tiên Hòa Dương cười nhiều nhất luôn. Đi lần nào hai đứa cũng quạo lắm, mà lần này là đi thấy cười thôi đúng chị không? Chị thì về bên kia lo cho hắn đi làm xong rồi Dương mua vé máy bay cho mấy chị đi qua bên đó chơi. Chắc chắn luôn. Đem lại niềm vui cho các em. Đúng rồi. Kỳ này Dương ở đây chắc nó vừa không bị đau lưng nè mà nó vừa được bà Linh chọc cười nữa nè. Đỡ nhiều hả Dương? Cái thuốc mà quan trọng nhất là nụ cười, một nụ cười bằng 10 lá nước bột. Mà tao cũng gật cùng luôn. Một nụ cười bằng một viên kẹo. Chị Linh với hài hước lắm cả nhà ơi, vui lắm luôn. Thôi giờ Linh ăn đây. Chứ Linh mắc cỡ gì mà không chịu ăn. Đâu có ai cho em ăn đâu. Cười chứ mắc luôn. Trời ơi. Tự mất đi đó. Đó. Không ăn cái đó. Không ăn cái đó, ăn cái đó thôi. Ăn cái đó. Nó. Cái gì? Coi nè. Thôi. Coi nè. Tiểu đường mà ăn cơm. Chăm chỉ.
Tiểu đường mà ăn hai ngày chè luôn. Tối hôm qua, tối hôm nay ăn chè. Mai về ăn tiếp. Trời ơi, hai buổi rồi nha. Nhưng mà không lên là được rồi. Ừ, không có lên, đường không có lên. Mấy mốt chị biết rồi, qua mỗi lần chị qua. Mỗi lần chị qua Quang, chị mua cái chè về cho Quang. Cái này khác. Ở dưới đó có bán mà. Dưới khu mình thôi. Hai cái này khác nhau nè chị ơi. Thấy không, cái này không có đường hết. Cái này dở, cái này còn dở hơn. Thấy không, tí chị Linh vô cái lắm nha. Hình như là ta chưa cắt mỏ mà mày chưa sợ phải không Linh? Chị Linh bị ráng gặp chị Linh trời, chị bà Linh vui lắm. Nó bà Linh giờ bà hứa rồi, bà về không có đi chơi nữa, bà đi làm không có chơi. Bà hứa rồi. Là tao mắc mẹ quá. Nếu mà tháng 10 em về em được chị Linh đi nữa, chị Linh đi không? Đi đâu? Đi chơi. Ừ, phải đi đâu? Đi du lịch. Đi Hawaii đi. Mơ ước của em đó. Cho em dành dụm lên sang năm. Hè năm sau mới đi. Mày đi Hawaii nhiêu tiền mà giữ vậy? Chị Khanh chứ bao? Em biết nhiêu tiền. Rất là rẻ. Thì nói thiệt. Biết cách đi rẻ lắm. Rẻ lắm, đi chơi với chị không phải chị nói đâu. Rất là good mà chị biết shop không, biết giá mà. Rất là rẻ. Chuyến này đi em biết. Sao tại ơi mày đi ăn vừa ngon, đi đúng. Chỗ chơi good mà rẻ. Không cho nói một cái này nữa xác nhận. Chuyến này đi lá và gánh. Thứ nhất là chị Linh làm vui. Chị Cấm Thơ vui đã đành đó, anh Lê Quang rồi mà. Chị Khanh. Người chị hai. Người chị hai. Leader của đoàn. Đoàn nghe lớn lắm, 6 người. Hot đó. Khách sạn nè, shopping nè, tiệm ăn nè, vừa rẻ vừa ngon, vừa đồ đẹp, đồ hiệu mà rẻ. Đúng, chính xác. Mua tiếng hiệu luôn. Chị tổ chức làm sao mà cuối cùng chị bước lên xe không nổi luôn. Thấy không, thấy cả nhà, vui không? Bước lên được ta. Sáng mới vô bước chân trái không lên nổi, tiếp qua chân phải không lên được luôn, cuối cùng bò luôn, cuối cùng hai chân luôn, chọn video chị đó sẽ được bóc lên ta. Vì cái quần nó xịt kem nhiều, chị giải thích là vì anh định đi Vaseline xịt kem nhiều nó cứng. Còn cái tiệm này mới vui là hồi đêm là mắc cười một trận gió ở đâu không biết. Đi tới ăn lẩu á, cái gió ấm ấm ấm, anh con bước xuống, bà Linh kêu, chị Linh xuống đợi anh Quang, đi xuống kia đến nhìn, cái gió nó ấm ấm vô, cái giường nó có chân cửa đập, cái chị Linh, dạ hả, cửa nó là buộc chân rồi biết đâu. Cái gì? Chị Khách đó, một cái chân lại như vậy rồi, cái cửa đập rồi đó biết sao. Nó bằng lắm, rung mà vừa rung mà cười. Em mà vô tự đứng mà cười. Ê Linh, chân nó vậy mà còn chân kia mới làm lại hàng hoàng đó. Nói luôn. Đi cho Linh chết sao. Trốn luôn, không dính đi làm. Vô nó đập ầm ầm mà bảo một vậy hả. Nó vui hơn nha. Thật ra là chuyến này đi rất là vui, cười rất là nhiều, ai cũng được cười rất là nhiều. Có người lên xe là ngồi lạ lùng. Nói cái mẹ có một người lên là bỏ anh, bỏ chị, bỏ. Ủa? Bỏ mẹ. Nhưng mà tao dậy là tao cười, tao ngủ tao lấy sức để dậy tao làm cho tao phải cười chứ. Rồi tao buồn sao tao làm cho tao phải cười. Đi chuyến xe có 4 tiếng nó ngủ hết 3 tiếng 55 rồi lấy cái gì nữa. Anh mấy chị Linh kiếm chuyện nói tùm lum. Mà nó còn rủ chị à? Chị ngồi rồi sao với em đi. Tao uống nhìn thuốc rồi tao ngồi rồi sao. Nó tưởng sao quay qua nó ngủ rồi. Nó ngồi con canh cho ngủ. Chị Linh phải nghĩ ra chuyện cười mà kể luôn á. Từ vui là vui mà đổi qua khỏe là khỏe. Chồng chết á thì kêu vui là vui. Mà bữa nay có một câu nữa là vợ chết với ông chồng kêu khỏe là khỏe. Bà khóc mong kêu chồng tên gì? Ông chồng hả? Ông chồng tên Khỏe. Nào. À đâu mà ông chồng tên Vui, bà tên Khỏe. Ông chồng là tên Vui, bà vợ là tên chồng tên khác mà. Hả? Trời. Ha ha ha.
Bà gài có bà gài có câu chuyện là đó, bà gài cho mình nói đó, bà gài cho mình nói mà ông chồng chết mà bà vợ bà khóc vui là vui, té ra là ông chồng tin vui. Nhưng mà rồi sao đổi thành tên ổng là tên cục à? Đúng rồi, quên vậy đó mà cười lắm. Có gì hết chiếu đi mở chạy lên ăn cà lắm. Thôi chứ có mọ luôn kìa. Chạy cùng nên ai biết sao không cả nhà. Hồi đêm chị Khanh dắt đi ăn lẩu. Mà đâu có biết là lẩu mà cay mà. Thường thường nó đi đi ông á là ok. Hai cái chén của em không có hút một miếng nào. Đúng rồi, chị hút sát chén không. Không có bỏ vô miệng luôn. Không có luôn, mặt khô luôn á. Cái em phải bớt từ trong, em bớt từ trong cái nồi em chấm em ăn, chứ còn hai cái chén đó là bỏ đúng luôn á. Nó bỏ dính môi. Nó bỏ xin. Dẫn luôn á. Nó trời kêu mi đồng đó mà nó cay dễ sợ. Bữa sau kinh nghiệm em tới hiền ăn lấy hết căng đảm ha. Đúng rồi. Mà cái miệng hơn hồi đêm mà sưng to. Mà ai biết đâu, hỏi rồi cay được mới ăn. Ê, đúng cái rồi, sưng to rồi sao hôm nay nhỏ lại vậy? Ờ em sưng tí là sẽ hút. Đó phải bên ngoài đây. Mà không có người hút. Ý mà nói vậy đó. Đúng rồi. Muốn có người hút không? Ở cái kiếm cho hút. Triple đeo cả. Linh nó thôi thà để tôi một bỏ sừng tiêu thôi. Ngày qua chị cũng tiêu mà chị kêu cái này ngon hơn cái kia. Đó, ngon kia cái này đó. Bữa em nói chị đó. Thì chị lại khoái cho đi. Chị khoái kẹo đen. Ừ, chị thích cái này. Còn thì bữa mình đi ở vai mình ăn mấy cái kiểu này. Mít hai cái này nó ngon hơn. Cái này là gì? Cái này là xương sáo. Xương sáo với mấy cái hột bồ cơ. Cái này là sáo xương. Kêu là kêu ice kêu liệt đó. Cái này là xương sáo, này là sáo xương. Hiểu không? Ngồi Úc chồng thích dẫn chồng đi ăn. Đâu có lên phòng đừng ngủ. Mà nói chuyện tối lâm lắm. Ra mà nói lại coi. Đi đánh bài từ sáng đến tối. Giờ này có được vô nhà, vô phòng đâu mà ngoan. Mà nhờ ngồi vậy mới thắng 600 rồi đó. Đây. Ủa bây giờ Quang có đi về chơi nữa không? Chơi chứ. Để coi tình hình cái đã. Về cái máy đó nếu có thì ngồi. Không anh ngồi thì đưa anh lên. Trời ơi gió lạnh. Khí hậu hôm nay gió rất là lạnh nha mọi người. Nha các bạn. Wow. Lạnh quá. Thôi mình lên xe đây. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.